Hả? Lại cái gì nữa đây các bạn ơi, và nó đã quay trở lại rồi. Một cái logo 12 cộng to tướng nó đã xuất hiện kìa các bạn ơi. Rồi và các bạn nào còn nhớ cái logo 12 cộng này hay không? Thì mình nhớ không lầm là hình như là hơn 2 tháng trước đó, hoặc là hơn 1 tháng đó các bạn. Thì chúng ta sẽ đã xuất hiện một cái logo 12 cộng rất là to ở chỗ cái avatar. Và nó xuất hiện cái logo 12 cộng to này thì đồng nghĩa là chúng ta sẽ được chờ giới hạn chơi 180 phút thôi các bạn ơi. Nói chung là một cái ác mộng kinh hoàng đó cho những bạn nào mà chơi game thiệt là nhiều á. Và nếu các bạn chơi game quá 180 phút thì nó sẽ xuất hiện cái dòng chữ này. Đó, bạn đã chơi hết cái thời gian cho phép rồi, vui lòng trở lại vào ngày mai. Đó, và nó sẽ hiện liên tục nha các bạn ơi, là các bạn không thể nào mà chơi game được. Còn mình thì chơi game rất là bình thường nha. Nó mình là vua lì đòn mà. Tuy là hiện cái thông báo này nhưng mà vẫn không làm khó được mình nha các bạn ơi. Và mình đi qua rất là mượt mà, thấy chưa? Đấy, không bị rơi và cũng như không bị khó khăn gì luôn các bạn ơi. Chỉ có điều là hơi mỏi tay tí xíu thôi. Nó sẽ bàn quá trời các bạn ơi. Để xem là mình có qua được cái màn này hay không đây, hay là có bị rớt xuống hố hay không nha các bạn ơi. Và các bạn nào mà muốn mất cái thông báo này thì là tốt nhất là chơi bên quốc tế thì nó sẽ không hiện. Đó, và cái thứ hai là đợi một cái thời gian game sẽ là fix lại nha. Ta-da, và đâu cái clip này thì các bạn nhớ cho mình được like video, đăng ký kênh nữa nha, để ủng hộ kênh của mình. Đặt mốc tiếp theo đó chính là 50k lượt đăng ký. Và sáng nay thì rất là nhiều bạn đã không vào được game. Đó, thì nó sẽ xuất hiện cái thông báo này: tài khoản đăng nhập chưa đầy đủ thông tin theo quy định. Oh no. Đó, thì các bạn không thể nào mà vào được trong game trừ khi đó các bạn điền đầy đủ thông tin nha. Và nói chung là cái vấn đề này theo mình biết thì game sẽ là áp dụng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông á, đó, về cái quản lý game ở Việt Nam nha các bạn. Thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, đó, nếu hiện cái thông báo này thì các bạn sẽ lên trên fanpage Play Together á. Và các bạn nhớ cái fanpage này mà có tích xanh đàng hoàng nha, đó, 1,2 triệu người theo dõi nha, đó, nhớ đừng có làm á mọi người. Rồi, tiếp theo các bạn có thấy cái chữ là trang cập nhật thông tin không? Đó, cái dòng á mọi người. Thì các bạn sẽ ấn vào cái chỗ đó để các bạn cập nhật thông tin của nick mình nha. Thì ấn vô cái link đó thì chúng ta sẽ là vào cái trang của Play Together. Đó, để nhập cái nick vào và điền đầy đủ thông tin nha các bạn ơi. Đó, bạn nào xài Facebook thì nhập vô cái ô Facebook nè. Rồi xin ID, ID Apple. Đó, còn bạn nào xài Gmail, mail thì các bạn nhập trực tiếp mail vô nha. Thì cái này mình đã hướng dẫn các bạn một lần rồi. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại một chút nha. Đấy, nói chung là mình nói sơ qua thôi. Thì vào cái trang này các bạn sẽ là điền cái thông tin của mình nè. Đấy, nam, nữ, rồi ngày sinh, tên, tuổi nha các bạn ơi. Rồi, tiếp tục ấn vào nút này. Đó, sẽ có cái thông tin cá nhân nữa. Thì cái bước này thì các bạn sẽ là điền địa chỉ, tỉnh, thành phố, rồi nghề nghiệp. Đó, nói chung là các thông tin liên quan. Và mấy cái này thì bạn nào có thì điền chính xác cho mình nha. Tại là nó có liên quan đến kiểu như là quyền lợi nè, hoặc là với ví dụ là nhiều khi xảy ra tranh chấp nó thì các bạn có thể là dựa vào cái thông tin này để các bạn lấy lại, hoặc bạn bị hack mất tài khoản thì các bạn có thể lấy lại thông tin của mình. Đấy, còn các bạn nào không có, đấy, nói chung là không bí quá, không có chứng minh hoặc là có số điện thoại thì các bạn có thể là điền đại cũng được nha mọi người. Nói nhưng mà các bạn phải là quản lý cái tài khoản của mình nó kỹ càng hơn nha. Đó, tại là ví dụ sau này mà mất thì rất là khó để lấy lại tài khoản. Rồi, và sau khi các bạn điền hết đầy đủ thông tin đó thì bạn sẽ ấn vào cái nút cập nhật ở phía bên dưới nha. Rồi, và nếu chúng ta không điền thì nó sẽ không cho chúng ta cập nhật đâu. Đó là các bạn nhớ là điền hết mấy cái ô này cho mình. Và ngày hôm nay thì có một cái tin chấn động đây các bạn ơi. Đó, các bạn có thấy cái gì không? Một cái chiếc xe màu đỏ bán với giá là 10k tiền sao. Rồi, chưa xe là 13k tiền sao nhưng các bạn ơi. Một cái chiếc xe huyền thoại đó, xe điện động màu đỏ. Rồi, thực chất đây là chính là một cái phần quà thư từ rất là lâu rồi các bạn ơi. Đó, nếu mình nhớ không làm thì cái xe này bán là lúc trước là bằng tiền sao các bạn. Đó, nhưng mà lâu lắm, lúc đó mình chưa có chơi game mọi người. Đó, nói chung là trước tháng 8 2021 á, cũng đã lâu lắm rồi á. Thì lúc đó là cái xe này bán bằng tiền sao. Đó, nhưng mà sau một cái thời gian mấy tháng á, hình như là cuối năm 2021 đầu 2022 đó các bạn, thì cái xe này sẽ được bán ở trong cái phần quà thu nhưng mà không phải là bằng tiền sao mà là bằng thỏi vàng đó các bạn ơi. Đấy, thì cái xe này được bán 70 thỏi vàng ở trong cái phần quà tặng thư đó nha. Và trời ơi, một cái con số quá là cao nha các bạn ơi. Oh no. Nhưng mà bây giờ rất là vui thì cái xe điện đụng màu đỏ này đã trở về với cái giá trị thật của nó, đó là 10k tiền sao nha các bạn ơi. Rồi còn cái xe điện đụng màu xanh lá nữa nhưng mà mình đã lỡ tái chế mất tiêu rồi các bạn. Rồi thì đây chính là cái huyền thoại xe điện đổ màu xanh lá khi chúng ta bắt đầu vào chơi game. Đó, cái phần quà tặng 7 ngày thôi các bạn thôi.
Đó thì mình đã lỡ tái chế mất tiêu rồi. Đó, và mình đố các bạn là tại sao mình lại tái chế cái chiếc xe điện đụng này. Rồi, nói chung là đây là chính là cái cụ tổ xe của chúng ta. Đó, nói chung là mới vô là đã có chiếc xe rồi các bạn ơi. Đó là chiếc xe đầu tiên chúng ta sở hữu. Đó, nói chung là cũng xe xịn nhất nha các bạn. Rồi, và đây chính là cái thông số xe thời đó. Nó xe điện đụng xanh lá. Rồi, tốc độ 3,5. Và cái lý do mà mình tái chế cái chiếc xe điện đụng màu xanh lá này là vì hợp vịt đó các bạn ơi. Thì tuổi trẻ chúng ta cũng phải ít nhất một lần mắc sai lầm nha các bạn ơi. Đó, và đây chính là cái sai lầm của mình. Đã tái chế chiếc xe đó để kiếm hợp vịt, để mở kim cương nha. Thì hồi đó là mình cày chay nha các bạn. Đó, đâu có nhiều kim cương như bây giờ đâu. Và đây chính là cái cách kiếm kim cương nhiều mà nhanh nhất nha các bạn. Đó, và hơn hơn là các bạn được 20 kim cương. Đó, và nếu mà ba là các bạn mở ba lần nó thì được 60 kim cương nha các bạn. Thì hai ngày trước là mình không ra video clip nữa, nói chung là mình bận đó các bạn ơi. Đó, thì bữa nay mình mới rảnh mình làm clip thì trong game lại xuất hiện một cái phương tiện bay rồi tay đua bầu trời đấy các bạn ơi, nó đã xuất hiện ở trong game rồi. Đó, thì chắc là mình review chậm nhất đó các bạn ơi. Đó, tại là hôm qua em kia thì mình đâu có ra video clip đâu. Đó, nên bây giờ mình mới review nha mọi người. Và hôm trước mình có đoán là chính là cái ván trượt này nó sẽ là bay ở trên trời nha các bạn. Nó giống như là cái con rồng á, bay khá là cao mọi người. Và giá là 499k rồi, khá là cao các bạn ơi. Mình phải suy nghĩ lại tại là vì có thêm cái bộ đồ này nữa. Bây giờ là mình chỉ được chọn một trong hai thôi các bạn ơi. Và mình quyết định đó chính là chọn cái bộ đồ học viện ngân hà này, tại vì nó rẻ đó các bạn. 99k thôi. Rồi, và cái đi xa thiết kế là của một bạn hình như là người Nhật Bản các bạn. Và game thì dạo này rất là chăm lên những cái gói trang phục ở do người chơi thiết kế nha. Rồi cũng khá là ok đấy. Tại là vì đa số mình thấy là người chơi thiết kế là toàn là những cái trang phục đẹp không à các bạn ơi. Đó, và chúng ta sẽ là tiếp tục chờ đợi những cái trang phục mới nha. Và tuy nhiên thì trong cái gói này thì có một cái mình không thích, đó chính là cái nón đó các bạn ơi. Đó, mình không thích cái kiểu nón này. Đó, còn cái áo thì đẹp, tóc đẹp nha các bạn. Đó, và nó làm cái nón ok tí xíu thì mình sẽ cho điểm cao nha. Đó, thì nói chung là đây là theo ý kiến cá nhân của mình nha các bạn. Rồi, và mình cảm thấy là cái bộ này thì nữ cũng có thể là phối được nha. Đó, nếu các bạn nữ mà không có ra đồ nữ á, đó thì có thể là mua cái bộ này và phối lại. Đó, tại mình thấy cái chiếc áo này á thì có thể là phối với váy cũng khá là ok đó các bạn ơi. Đấy, còn các bạn nam thì sẽ là mặc cái quần dài này. Rồi, một cái giày học viện ngân hà, các bạn cứ chờ tôi tí xíu nha. Đó, mình mở này xong mình sẽ là phối cho các bạn coi. Coi là cái tay phối đồ của mình đó được mấy điểm nha. Ok. À, và nếu thực tế mà chúng ta mua cái bộ đồ này thì Yellow Bay thì chỉ có 80k thôi các bạn ơi. Đó, ở trong game thì 99k. Thì nếu mà mua ở ngoài web Yellow thì chỉ có 80k thôi nhưng mà khá là rẻ. Đấy, chờ một cái set đồ ngân hà như thế này. Rồi, cũng khá là đẹp đấy các bạn ơi. Tuy có điều là mình thấy cái nón nó không được chim ưng cho lắm. Đấy, cái này là nữ phối đẹp đó các bạn. Cái nón này nữ là bằng hộp hơn em á. Đó, và đây chính là cái kích thước của các nhân vật. Đó, và mình cực kỳ thích cái áo này nha các bạn. Nó kéo quá là sang luôn, cái màu quá sang nha các bạn ơi. Ta-da, rồi, còn đây chính là mình phối dành cho các bạn nữ nha mọi người. Đó, nữ có vẻ trông rất là dễ thương và rất là xinh nha mọi người. Thấy mình thấy còn hợp hơn cái nam nha các bạn. Đó, và cái áo này các bạn sẽ mặc chung với phối với cái váy á. Đó, hoặc là cái món cái quần khác nha các bạn. Tại là mình không có đồ nữ nên mình chỉ phối được nhiêu đây thôi. Mình thấy là nữ xài cái nón nào nó cũng hợp đó các bạn ơi. Đấy, cái nón này cũng đẹp nè. Đó, bộ phù thủy thời gian nè. Hoặc là các bạn sẽ là phối với cái mũ nồi bầu trời đêm này. Đấy, thì cũng rất là hợp nha. Và nhìn vào cái set đồ này thì mình sẽ là liên tưởng đến hai cái bộ VIP. Đầu tiên đó chính là cái chiếc nón. Nó y chang cái nón luôn các bạn ơi. Nhưng mà là đồ nữ nè. VIP giao hưởng long lanh nè. Đó, mình thấy cũng khá là na ná nha các bạn ơi. Và cái VIP thứ hai mình thấy cũng khá là na ná giống cái bộ này, đó chính là cái VIP phù thủy thời gian. Nó thì nó cũng màu xanh tương tự. Và mình sẽ là chấm cho cái set đồ này, đó chính là 8,5 điểm nha các bạn ơi. Đó, chứ không thể nào mà 9,5 xuất sắc được. Đó, tại lúc đầu mình nói là mình không thích cái nón này á. Đó, nên mình là cho là 8,5 thôi, với lại là không có cái khuôn mặt các bạn ơi. Rồi, đã và mặc vào chung với cái chiếc xe này. Đó, thì y chang là một bộ như các bạn ơi. Đấy, bộ VIP mùa giao hưởng á. Đó, ai nhìn biết là tưởng một cái set đồ riêng biệt đâu các bạn ơi. Đấy, thì ngồi rất là hợp luôn. Nice. Rồi, và sẵn tiện là có cái chiếc xe điện đụng màu đỏ này thì mình sẽ làm cái series
Đó chính là khoe xe nha các bạn ơi. Đó nhưng mà là khoe xe điện động. Đó thì đương như là mình đã mắc cái chiếc xe điện động xanh lá rồi. Thì bây giờ mình còn thêm một cái chiếc, ngồi chiếc màu đỏ nha các bạn ơi. Rồi và đầu tiên đó chính là cái chiếc màu đỏ nha. Và mình sẽ là tổng hợp coi là trong game có bao nhiêu chiếc xe điện động hết tất cả. Rồi và cái chiếc xe điện động thứ hai mà mình sở hữu đây các bạn ơi, đã xe điện động meo meo đây các bạn ơi. Rồi cái thông số nó y chang màu đỏ luôn nha. Đấy, cái này là cái ngoại hình của nó màu trắng thôi các bạn ơi, và nó có cái đuôi. Rồi và cái mặt gì khá là dễ thương nha. Thì cái xe này mình mua trong cái đợt như là Tết đó các bạn ơi, Tết 2022, 2023 mình quên mất tiêu rồi. À 2023 nha các bạn. Đó mình nhớ là hình như là 2023 á mọi người. Đó thì mình đã mua cái chiếc này như là 100 mấy á. Nó cũng quên giá luôn mất tiêu rồi. Bạn nào nhớ giá thì comment dưới đâu này cho mình biết nha. Và ngồi hai chiếc xe đó ra thì chúng ta sẽ còn thêm hai chiếc xe nữa ở trong cái cửa hàng LaFrain này các bạn ơi. À, chiếc xe đã bị ngủ quên đây. Nó không cần vô hết rồi các bạn ơi. Thì hai chiếc xe này giá cũng khá là cao đó các bạn. Ồ 249k nha. Kèm với cái nón bảo hiểm nha các bạn. Xe điện động Brown. Đó và xe điện động Sally nha các bạn ơi. Và đây chính là cái đồ độc quyền của LaFrain. Đó nên mới cái giá cao như thế này nha các bạn. À, và chúng ta một cái chiếc xe điện động màu đỏ thì chỉ có 10k tiền sao thôi. Còn hai cái chiếc này khá là chát nha các bạn ơi. Thì lâu lắm rồi mình mới vào cái trong LaFrain này á. Đó thì mới có dịp thì mình mới vô mình quay cho các bạn coi nha. Đó chứ thật ra là lâu lắm rồi mình mới vô đây mình xem đồ đó các bạn ơi. Rồi và tổng hợp là chúng ta có tổng cộng là chính là 5 chiếc xe điện động nha các bạn. Đó, đầu tiên chính là chiếc xanh lá, thứ hai là chiếc màu đỏ, thứ ba là chính là chiếc meo meo, và thứ tư, thứ năm đó chính là hai chiếc điện động Sally và Brown nha các bạn ơi. Rồi các bạn còn nhớ cái chiếc xe điện động nào hay không thì nhớ là comment dưới này cho mình biết. Còn bây giờ thì cái video clip của mình ở đây cũng đã kết thúc rồi. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye. Mãi yêu. Ta-da.